Xin chào mọi người, xin chào bà con. Em quay cho mọi người cây hoa tuyết sơn chi hồng đấy. Tuyết sơn chi hồng này, mấy hôm trước, hai hôm trước em quay nó vẫn chưa có hoa. Và bây giờ mọi người nhìn này, hai hôm trước em quay ở cây, em đi tìm cây, không mua một cây là có hoa luôn. Thế mà đến ngày hôm nay nó mới được có 2 ngày em không quay nó, mà bây giờ nó đã nụ đóng nụ như này rồi đấy. Hoa, cây hoa rất là sai. Tuyết sơn chi hồng thì hoa của nó sẽ là hoa màu tím nha các bác nhá. Nói là tuyết sơn phi hồng nhưng không phải hoa màu hồng mà nó hoa màu tím rất là nhẹ nhàng. Khi nó rộ hoa tạo lên là màu tím rực rỡ trên cây luôn. Hoa ở cây này thì nó nhỏ nhưng mà nó rất là sai, nên nó sẽ tạo lên cái hiệu ứng rất là đẹp. Cái đẹp của nó là nằm ở cái hiệu ứng nhá. Cái đẹp của nó nằm ở hiệu ứng chứ nằm không, nếu mà đột bông hoa mà đơn thuần để ngắt một bông hoa để ngắm thì nó rất là bình dị, rất là nhẹ nhàng thôi. Nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà khi tất cả chúng nó lại tụm vào lại thành một chỗ, nó nở cùng một chỗ, nở cùng một ngày, nó rộ vào cùng một ngày thì nó sẽ tạo nên cái vẻ đẹp rất là đặc biệt mà các dòng hoa khác không có. Hoa màu tím này mọi người nhìn này, rất là sai, rất là sai hoa luôn. Đây mọi người nhìn đấy, rất sai hoa nhá. Thằng này hai hôm trước em quay không nhìn, em không bói được ra một cây lụ luôn. Nó rất là nhanh đóng nụ. Cái này hoa nó sẽ khoảng tầm 25 đến 28 ngày một lứa hoa. Nó rất là sai hoa luôn. Hoa nó màu tím rực rỡ và nó sẽ ra hoa vào mùa hè nhé các bác nhé. Mùa hè 3 tháng mùa đông khi trời thời tiết nó quá lạnh thì nó sẽ không ra hoa được. Còn mùa thu thì nó vẫn ra hoa bình thường, trời cứ mát mát nó vẫn ra hoa bình thường. Tán to xum là cái hàng này nhà mình, cây này nó cao cây 1m8 nhá. Tán sải tay rồi. Đấy, các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Tuyết sơn phi hồ. Lá của cây đó, lá của cây này giống lá bèo ấy. Ở phần trên mặt lá nó có lớp nhung mịn như kiểu lá bèo. Các bạn tưởng tượng cái cây bèo ở dưới ruộng, dưới ao ấy. Đấy, có cái cây bèo là nó có một cái lớp nhung mịn ở trên phủ trên mặt lá. Ông Tân ông bảo giống lá cúc tần. Làm gì mà giống cái lá cúc tần, nó giống lá cái bèo ấy. Nó có một lớp lông rất là mịn như nhung ở bên trên lớp lá của nó gì. Hai hôm trước mình quay mình không tìm được một cây nào có hoa luôn. Thế mà hai hôm sau trời nó mới, hôm qua nó đổ một trận mưa thôi mà hôm nay nó đã chi chít hoa trên cây rồi. Khả năng bóng hôm nay phải lôi mãi mới được bạn Nguyễn Lê Tuân đi, bạn phát like cho các bạn đấy. Bạn Nguyễn Lê Tuân bạn mới là idol của các bạn chứ mình lại không phải idol của các bạn. Đấy, nhà em hôm nay có mới phát hiện ra ở nhà có ít rau dốc cá, nó đang rất là sai, tốt um. Nát là về ngắt nó làm ra dốc cá để xay nước uống. Anh phát là bao người xem rồi? Thế là khá hơn em có 10 người xem này. Nó ông nào như kiểu là ông đây này để tôi gửi xem nó có mùi không nha. Nó chưa lở rộ. Nó chả có mùi gì. Mai ngày kia. Cái này mai ngày kia đi đẹp xuất sắc luôn. Hứa mà các bác này. Hai hôm nữa em quay cho các bác cây này thì các bác em đảm bảo các bác chốt đơn ầm luôn. Hai hôm nữa em quay lại vừa này các bác thì các bác chốt đơn ầm luôn. Hai hoặc là ngày mai thôi, ngày mai ngày kia thôi. Màu tím rực rỡ nhá. Hai hôm nữa vào cái vườn này thì nó tím rực rỡ cả vườn luôn. Nhưng mà để miêu tả là mùi nó thơm. Bạn gì bạn đi vừa vào đấy, bạn Hiền Tồ bạn vừa vào đấy. Tôi nó chưa gặp mình ngoài thực tế. Lúc là sáng ông gì ông lái xe ông thế. Ôi idol, mình bảo từ trước nay mình đến nhận idol của ai đâu. Xong rồi lúc đấy hai anh ở dưới nhân thi đi xuống mua nhãn đèn bù cũng idol Xuân à Xuân ơi. Sai đâu nữa.
ăn rau mục tiêu à, phấn đấu mục tiêu à? Không biết tên tên thì không ra tên. Cái này này tự nhiên này thì cổ hải à, cái này là tố lũ cả Hồng Nhung. Con này vanh gốc của nó vanh 12 nhá các bác nhá. Vanh gốc là vanh 12. Đây ạ. Vanh của nó vanh 12 nhá mọi người nhá. Thoát thân khoảng 40 phân đến 50, 60. Nhận tạng mọi người thế là 40, 50, 60. Cây cực kỳ to luôn. Cây tuyết sơn phi hồng nó có đặc điểm này. Nếu mà nuôi từ một cây giống thành một cây trai nó mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà khi đã từ cây trai để nuôi thành một cây trưởng thành cây to thì nó lại rất là nhanh lớn nhá. Đấy mà đặc điểm đặc biệt của nó đấy. Ngày xưa giá nó cao lắm. Mà... con này mấy năm trước con cây như này bán 3 triệu. Đợt ngày xưa 3 đến 4 triệu một cây, giá xỉ đã 2 triệu rưỡi rồi. Bây giờ bán lẻ có 1 triệu rưỡi một cây. Đợt ngày xưa là hình như là chỉ có mình chỉ thấy mỗi ở trên cây cảnh Thăng Long có cái cây này. Và người ta bán cây này hình như 2 triệu hay 3 triệu. Đúng rồi các bạn. Đợt ngày xưa tôi chứ. À. Mọi người mua cái này nhá, tầm này giá cực kỳ rẻ, giá cực kỳ hợp lý rồi các bác ơi. Này, hoa đấy ạ. Nó bán cây để quy ra chui chuột. Ở nhà có bao nhiêu chui chuột cũng chả chịu ăn đâu nha. Nhưng mà ra đây là nhớ mồm này, này. Lại có chui chuột ở đấy em vặt quả ăn. Đấy, bản tính con người nha, là cái gì bao giờ cũng thế à. Nếu mà bỏ tiền ra mua là cứ vứt vào tủ lạnh thối vậy thôi. Vừa rồi bao tử ăn quả dưới ấy, ăn những quả này thì ở ngoài chợ đầy ăn những quả bao tử.